Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái ứng dụng đó là CodeWorld, ứng dụng cung cấp các cái thử thách về lập trình cho những người bắt đầu học lập trình hoặc là muốn rèn luyện những kỹ năng lập trình. Trong cái trang của hai môn cơ sở lập trình và lập trình hướng ý tưởng ở dưới chỗ phần tài liệu tham khảo thì các bạn đều có cái đường link đến ứng dụng CodeWorld. Các bạn bấm vào đường link đó thì nó sẽ chuyển đến cái giao diện để cho phép các bạn tạo một cái tài khoản. Ở đây thì để tạo tài khoản thì người ta đầu tiên người ta đưa ra cho các bạn một cái thử thách. Đây là cái đoạn code C# và người ta bảo rằng cái đoạn code này nó không có chạy được, nhờ bạn sửa nó. Sau khi các bạn sửa nó xong thì các bạn bấm nút submit để nó thực hiện cái đoạn code này. Nếu như đúng thì nó sẽ cho các bạn tạo một cái tài khoản. Thì ở đây để mà sửa cái đoạn code này thì các bạn đơn giản là các bạn thay cái string thành là int, sau đó submit. Sau khi xong rồi thì các bạn vào cái giao diện tiếp theo là để các bạn tạo cái tài khoản. Ở đây nếu như các bạn đã có cái tài khoản của GitHub rồi thì các bạn bấm vào cái đường link này và nó sẽ tự động cho các bạn đăng nhập bằng tài khoản của GitHub, mà nó lấy tài khoản của GitHub để vào luôn. Còn nếu như không có mà các bạn muốn tạo một cái tài khoản riêng thì các bạn nhập vào địa chỉ email, username và password và các bạn bấm vào enlist để tạo tài khoản. Đầu tiên ở đây thì các bạn nên là chỉnh sửa các cái thông số của cái tài khoản của các bạn. Các bạn bấm vào nơi cái hình avatar, vào view profile. Ở đây là thông tin của tài khoản của bạn, bao gồm là số lượng cái điểm mà bạn đã đạt được, ngày tham gia, vân vân. Bạn có thể tùy chỉnh cái profile path, chính là cái này, khi mà nó hiển thị ở trên các cái bài tập của các bạn. Ở bên dưới này thì các bạn sẽ thấy được là cái thống kê số bài đã làm, đạt được các cái achievement như thế nào, cái hạng của bạn. Phần tiếp theo bạn có thể tùy chỉnh thì các bạn cũng vào cái ảnh avatar và chọn vào cái account setting để thiết lập các cái, có thể thiết lập các cái tùy chỉnh, ví dụ như là điền các cái thông tin họ tên, công ty, kỹ năng mà các bạn đã đạt được là gì, cái kinh nghiệm phát triển của bạn là đang học lập trình hay là đã làm một cái junior hay là đã mid level hay là senior developer. Bạn có thể tạo các cái liên kết đến các cái dịch vụ khác, ví dụ như Twitter, Facebook, GitHub, LinkedIn, Stack Overflow, vân vân, và một số cái tùy chỉnh khác. Các bạn có thể thay đổi password. Và cái thứ ba cũng là quan trọng nhất, đó là các bạn có thể thiết lập cái chế độ để mà luyện tập. Các bạn vào training setup. Ở đây các bạn có thể lựa chọn cái ngôn ngữ lập trình mà các bạn muốn học. Đó. Ví dụ như ở đây tôi chọn là C#. Các bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ cùng một lúc cũng được. Ví dụ như tôi chọn thêm Python. Tôi chọn thêm Python. Đó. Sau đó các bạn bấm nút save. Sau khi bấm nút save xong thì nó sẽ chuyển lại cái trang chính tương ứng với lại cái mục home này. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái giao diện của nó bao gồm là cái thử thách mà bạn sẽ làm. Đó là ngôn ngữ và cái trình độ mà bạn sẽ làm. Ở đây nó có một số lựa chọn, một là cơ bản, hai là luyện tập lặp đi lặp lại, ba là các cái bài tập mà ở dưới dạng beta, random hoặc là random là để mà tăng thứ hạng.
Ở đây ban đầu tôi sẽ chọn là cái cơ bản ngôn ngữ C# và các bạn có thể bấm vào nút Trend. Trend thì ở đây bên cạnh này nó hiển thị ra cái bài mà chúng ta phải làm. Và khi chúng ta bấm Trend này thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận làm cái bài này. Đó, chúng ta bấm Skip thì nó sẽ chuyển qua một cái bài khác. Đó. Và các bạn có thể đọc xem có thử là cái đề bài này nó có phù hợp với mình hay không. Đó, nếu như mà nó phù hợp và các bạn có thể làm thì các bạn bấm nút Trend để làm. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là cái phần đầu tiên là cái hướng dẫn. Thì các bạn thấy rằng là ở đây người ta cho cái đề bài là như thế này. Đó, người ta bảo là ở đây chúng ta cần phải tạo ra một cái hàm mà nó trả ra tổng của hai số dương nhỏ nhất được cho bởi một cái mảng mà ít nhất là cái mảng này nó sẽ có là bốn cái số nguyên. Không, các cái số này nó không phải là số thực và cũng như là nó không có rỗng. Các cái mảng này nó sẽ không rỗng. Ví dụ như là khi chúng ta đẩy vào một cái mảng nó có các giá trị này đó, thì nó sẽ lấy hai cái số nhỏ nhất, số dương nhỏ nhất và nó cộng lại ra được bằng 7. Nếu như là một cái mảng này thì nó sẽ lấy là hai số nhỏ nhất là số này và số này cộng vào nhau ra kết quả như thế này. Cái gợi ý của người ta đó là không có modify cái array gốc. Cái phần tiếp theo là phần output. Output là cái kết quả khi mà chúng ta chạy cái code ở bên này. Rồi, bên này chúng ta có một cái khung là solution. Đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ viết cái đoạn code vào. Đó. Và bên dưới này chúng ta sẽ thấy là các cái test, các cái mẫu test. Chúng ta nên đọc các cái mẫu test này để xem thử là cái khi mà cái đoạn code chạy ấy, thì nó sẽ cái thử thách của người ta sẽ kiểm tra chúng ta bằng những cái test nào. Nếu như mà các cái test này nó đơn giản, ví dụ như cái ví dụ này thì cái đoạn code chúng ta có thể làm nó không cần quá phức tạp. Tuy nhiên mà nếu như mà cái phần test nó có nhiều hơn, nó phức tạp hơn thì đến lúc đó cái đoạn code chúng ta nó phải phức tạp hơn để nó xử lý hết tất cả các cái trường hợp mà cái phần test này nó đưa ra. Rồi, ví dụ như ở đây tôi đã code xong cái thử thách này. Đó, và bây giờ tôi muốn thử là với cái đoạn test thì nó chạy được hay không, thì tôi bấm run sample test. Đó, thì nó sẽ báo ở đây là đúng rồi, đã pass. Nếu như có lỗi thì nó sẽ báo là fail. Và sau đó chúng ta bấm nút submit final để mà đẩy cái bài của chúng ta lên. Rồi, sau khi submit final xong rồi thì các bạn thấy là cái điểm nó đã thay đổi, nó cộng thêm cái điểm nào. Đó. Đây là chúng ta có thể vào xem có rất là nhiều cái cách làm khác nhau của những người khác. Đó. Từ đây chúng ta cũng có thể học xem thử là các cái người lập trình khác họ viết code như thế nào. Như vậy là các bạn đã biết cách làm các cái thử thách ở trên cái CodeWorld. Ở đây nếu như các bạn muốn làm thêm thì các bạn sẽ vào cái mục Kata. Mục Kata này đối với các bạn học môn lập trình hướng đối tượng thì các bạn sẽ nên vào Kata. Ở đây các bạn sẽ thấy là các bạn có một cái công cụ tìm kiếm để tìm kiếm cái bài nó phù hợp cho các bạn làm. Ở đây các bạn có thể sắp xếp về các cái mới cũ, nhiều người làm, nhiều người hoàn thành nhất hoặc là khó nhất, dễ nhất, vân vân. Các bạn có thể chọn ngôn ngữ, tùy chỉnh lại ngôn ngữ, chọn approve là có nghĩa là cái bài tập đó đã được chấp nhận rồi hay là đang chỉ là mới ngang bảng beta thôi. Process là những cái kata nào mình đã làm, mình chưa làm hoặc là mình chưa luyện tập.
các bạn có thể tùy chỉnh độ khó. Đó. Số 1 là khó nhất, số 8 là dễ nhất. Đó. Đối với các bạn môn lập trình hướng đối tượng thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ tìm trong các cái tab, thì nó sẽ có cái tab là Object Oriented Programming. Đây là các cái bài về lập trình hướng đối tượng, các bạn làm cái bài ở trong này. Cuối môn cơ sở lập trình và lập trình hướng đối tượng thì các bạn sẽ chụp cái tấm ảnh các bạn vào trong view profile. Các bạn chụp cái tấm ảnh này. Đó, cộng thêm là cái kata. Đây là danh sách các cái kata mà các bạn đã làm, đã hoàn thành. Đó, các bạn chụp cái danh sách này gửi cho tôi để tôi cộng điểm.